Xin chào tất cả mọi người. Thì cả nhà mình ơi, ngày hôm nay Bảo sẽ quay lại với cả nhà với một video nấu ăn. Thì hôm nay là Bảo cũng như gia đình đã về đến Sài Gòn rồi. Thì bữa giờ cũng rất là thèm cái món này. Hôm nay Bảo sẽ nấu cho cả nhà ăn hủ tiếu, mà hôm nay sẽ nấu hủ tiếu mì khô nha cả nhà. Thì vẫn nấu nước lèo, nước súp để cho cả nhà mình ai muốn ăn nước súp, ăn hủ tiếu nước thì ăn, còn Bảo thì ăn hủ tiếu khô. Thì cái nguyên liệu ở đây hôm nay Bảo có nè cả nhà. Ở đây Bảo có là 3 khúc xương ống nè. Cái xương ống mình chặt đôi ra. Đó, nướng cục ăn cho nó đã. Ở đây Bảo có cà rốt và củ cải trắng, hành tím để mình nấu cho nó ngọt nước cả nhà. Giá, hành, hẹ để mình ăn kèm với hủ tiếu. Ở đây có tôm nữa. Bỏ con tôm vô cũng lai lai hủ tiếu nằm vàng đó cả nhà. Ở đây Bảo có hành phi nè, mỡ phi, mỡ heo á, tóc mỡ á. Đây, hành tím và tỏi, ở đây là tôm khô. Rồi, đây là thịt xay, đó, để mình làm cái nước, làm cái ông nhân ở ngoài á. Rồi bây giờ Bảo sẽ tiến hành nấu, thì mời các bạn theo dõi cái video ngày hôm nay của Bảo nha. Rồi cả nhà, thì bây giờ Bảo đã bắt một nước vô nè. Bảo sẽ thả hết cái củ cải và hành vào. Đây Bảo cho xương vào luôn. Xương này Bảo đã rửa và đồng thời là đã trần nước sôi qua rất là sạch sẽ rồi nha cả nhà. Wow, 3 phút xương này quá trời vậy, đầy cái nồi luôn rồi. Đó cả nhà thấy không? Cũng dớt bớt ớt nước ra được. Đó. Trời, cả nhà, thì trong lúc mình đang bắt cái nồi nước dùng ở đây lên thì Bảo bắt đầu bây giờ sẽ tiến hành làm cái nước sốt cho cái hủ tiếu khô đó cả nhà. Thì ở đây Bảo có nước tương nè. Đó, ở đây Bảo có hắc xì dầu nè. Ở đây Bảo có dầu hào nè. Đó, thì bây giờ Bảo sẽ qua cái bếp bên đây để Bảo tiến hành làm nước sốt nha cả nhà. Rồi thì cả nhà ơi, bây giờ Bảo cho cái nồi lên. Bảo cho một miếng dầu ăn vào. Cho một ít hành tỏi. Tùy thuộc vào mình làm cái lượng sốt thì mình làm để mình ăn bao nhiêu tô nha cả nhà. Rồi bây giờ bắt đầu hành tỏi mình nó thơm rồi nè, bây giờ Bảo sẽ cho nước tương vô nha. Trước nha, bây giờ Bảo sẽ cho ba muỗng nước tương cả nhà. Khoảng nửa muỗng ăn canh hắc xì dầu. Xì dầu đích thì cũng tạo cho cái nó ấy thôi. Một muỗng dầu hào tạo cho cái màu ấy, nó vàng á cả nhà. Rồi bây giờ Bảo sẽ cho khoảng nửa chén nước này vào nha, nửa cái chén nước này. Đó. Rồi bây giờ mình bày đều lên. Thì song song với đó là Bảo sẽ cho khoảng 2 muỗng đường, khoảng 1 muỗng rưỡi trước đi, để mình nêm nếm. Nêm nếm cho nó vừa vị, cái đã nếm lỡ như mà nó ngọt quá thì mất hay. 1 muỗng rưỡi đường. Rồi. Một muỗng cà phê bột nêm. Rồi bắt đầu nấu nó lên cho bắt đầu cái gia vị mình nó tan cũng như nó đậm đà, xong mình nêm nếm. Ví dụ như mình thấy thiếu nước tương thì mình sẽ cho thêm muỗng nước tương vào. Bây giờ ví dụ như mình thấy thiếu bột đường hoặc là thiếu muối hay thiếu gì thì mình sẽ nêm nếm cho cái nước mình nó vừa ăn nha cả nhà nha. Đây cả nhà, còn đây là bây giờ Bảo bắt cái chảo lên nè để Bảo xào thịt nha. Thịt bằm của mình á. Các bạn thấy trong cái mấy cái quán hủ tiếu Năm Vang rồi thì có cái phần mà thịt bằm nổi trên mặt nước súp đó. Đây, phần này đây.
mình xào cho chín luôn nha cả nhà. Xào chín rồi lát mình bỏ vô cái phần nước súp của mình, với lại là cái phần mà hủ tiếu khô á. Ok các bạn, bỏ cho bây giờ bỏ cho một xíu bột nêm vô nha, cho nó đậm vị một chút. Rồi bây giờ bác sẽ cho thêm một miếng nước vào. Đó, nước vừa sắp thôi. Để mục đích mình làm cho cái thịt mình nó mềm, nó mau chín mà nó mềm thêm. Đó, rồi mình cứ để đây cho đến khi cái thịt mình nó chín là xong. Đơn giản không? Bây giờ mình sẽ chờ cái nồi nước súp mình nó xương nó mềm, cũng như là nêm nếm nữa là mình sẽ có món hủ tiếu. Cả nhà thấy đơn giản không? Cực kỳ, không vào bếp cùng Bảo chỉ 30 phút là có món ăn cả nhà ơi. Đó cả nhà ơi, thì đây là cái nồi súp của mình nè. Nãy giờ cũng vớt bọt rồi giờ cả nhà. Đó, tại vì bây giờ cái này nó nhiều xương quá mà nước thì nó lại ít đó, nên là thành ra cái nước nó không có được trong cả nhà ơi. Mình quan trọng mình ăn ngon được rồi ha cả nhà ha. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm xong bắt đầu sẽ luộc mì, rồi bắt đầu sẽ trộn ra cả nhà coi nha. Hôm nay mình chơi mì vàng nha. Đó. Rồi ở đây là một ít hành phi. Đó. Ở đây là một ít cái gì đó, đổ gì quên đây, tóp mỡ đây, tôm quá ngon luôn cả nhà ơi. Rồi mọi người tiêu chuẩn ba con. Đó. Ở đây mình rắc một ít quýt thanh ngò lên, nó đẹp, cả nhà thấy đẹp không? Rồi ở đây Bảo sẽ rưới cái nước lên, cái nước sốt này cả nhà. Rồi trước mắt là vậy đi, mặn ngọt thì tính sau. Rồi còn bên đây là Bảo sẽ múc một cục xương ống nha, quá hấp dẫn. Nước vô úi trời, nóng quá. Cho ít hành lá lên. Ở đây Bảo cũng cho miếng rồi tuyệt vời. Bây giờ gia đình mình sẽ mời tất cả mọi người cùng thưởng thức cái món hủ tiếu khô ngày hôm nay nha cả nhà. Đây là cả nhà ơi, thì bây giờ gia đình mình đã làm xong 4 tô nè, hôm nay có ba mình góp mặt nữa nha cả nhà. Ôi ôi hấp dẫn ghê không, nguyên mâm. Rồi bây giờ gia đình mình xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức cái bữa ăn hôm nay nha. Xin chào tất cả mọi người. Thấy thì chưa ăn nhưng mà nhìn thấy hấp dẫn lắm. Rồi trộn lên thử cái nó có cái vừa thử coi. Nếu mà không vừa là mình làm thêm cái gì. Rồi mọi người lâu này có khỏe không? Lâu này mình cũng bận công việc đó. Đi về quê để làm đám gọi là thanh minh đó. Ở ngoài quê mình đi cũng 5-7 bữa. Mình cũng mới vô đây.
cũng nghe trên các bạn có hỏi thăm là ba của Bảo đâu không thấy, mình đi công việc suốt à, hôm nay mình cũng mới về được 2 ngày rồi. Được. Mời các bạn và cả gia đình mình dùng chung với vợ chồng mình cùng 2 đứa con mình nha. Thử lên trang với nước đi. Nay ăn với nước mắm với sa tế với lại bỏ tóc mỡ vô luôn nè cả nhà. Tóc xương. Nhìn một cái tô mì rất là hấp dẫn các bạn. Xin mời mọi người nha. Rất ngon, ngon lắm. Nếm thử cái nước coi. Được không? Ừ, được ạ. Món này là món ruột của ông xã mình mọi người. Xã mình thích món này lắm cả nhà. Ông xã mình đang ăn, thích ăn cái mì khô vậy nè. Ngon, nước sốt cũng trộn ngon quá. À, được á. Nào giờ mẹ lần đầu tiên này mẹ ăn cái mì khô mà. Chưa khi nào mẹ ăn mì khô, thấy ba ăn hoài nhưng mà mẹ chưa ăn. Ba mấy lần đầu tiên mẹ ăn mì khô trộn. Anh tự nghĩ ra phút thì chứ không có thừa trong mấy quán là cũng như có thương có thể thấy được không? Chốt này không thích mà làm chứ. Không, mẹ cũng thấy ba ăn là cũng bưng ra tô khô, tô nước vậy nè. Nhưng mà mẹ không biết là nó trộn, nó không có cách sao mẹ không biết. Mấy quán hủ tiếu gõ thì người ta mới trộn nước tương. Còn mấy quán mà hủ tiếu khô mà nổi tiếng là người ta có công thức riêng của người ta hết chứ. Đó cũng hay như anh vậy đó. Đâu cần nêm nếm gì nữa đâu. Cái này ha. Ừ. Có thêm một cái chén mà tỏi muối chua anh hả? Ừ. Ngon, để mai anh làm cái tỏi muối chua. Nó đủ hình cái nêm rồi. Cái nó đi đó cô chú. Vừa bộ ghê nữa hả? Công nhận cái nước sốt này ngon thiệt. Hả? Lần đầu tiên mẹ ăn mẹ thấy ngon. Ngọt ngọt mặn mặn, ngọt ngọt hơi một xíu mà. Ngon. Nước sốt này ngon. Nước sốt ninh lâu à. Tại vì cái xương ống này á, mình phải đưa ninh cho nó thiệt là lâu mới đổ một hai lần nước vô á. Là cho nó ra hết cái chất ngọt, như nó mềm vậy nè. Ngon. Thèm. Bữa giờ thèm cái này. Các bạn thử làm cái món như Bảo nấu đi. Ăn chất lượng á. Rất chất lượng, ok. Thương là còn có cơm nữa mọi người. Để coi hết, nấu hết nồi này được khoảng tiền thịt là 1.4, 1.5, 1.6 này mình thịt tôm 30.000, tinh chín, hành mò với lại cà rốt 10.200, 200 với rau dầm khoảng 250.000 thôi nè, 250.000 mà nếu như mà nhà mình 4 người 4 cục đúng không, mà tính ra đúng là 3 cục tức là 6 cục tức là có 6 tô 300.000 hả? 200.000 nhiêu tô? 6 tô 50.000. Cũng y như à con. Nhưng mà mình biết làm, mình biết nấu, mình ăn ngon. Gia đình mình giờ rồi mới đi về Bến Tre 2 ngày, 3 ngày chứ. Mới lên được trưa. Mới đi về luôn tiện giỗ tổ Hùng Vương đó. Năm nào mình, gia đình mình cứ đi suốt vậy đó. Mà là ở dưới quê mình gọi là cúng đình, đông lắm, đông vui dữ lắm. Lâu lâu về gặp bà con anh em rồi. Ai cũng mừng quá trời. Ai cũng mừng vui vẻ quá chừng luôn. Mình nói đi đâu đi chứ không bằng quê hương mình. Bà con quê hương mình vui vẻ. Đi về nào bà. Anh em, bạn bè, con cháu lớp nhỏ nhỏ nó gặp nó mừng ổng. Ai cũng chúc hơi dựng bài. Sỉnh luôn. Sỉnh luôn. Sỉnh luôn nha. Thì vui quá đi. Ngon quá nó gặp dựng bài. Sỉnh luôn. Nước kho nó nước mình cũng đậm đặc. Ngon
tô này mà ở ngoài bán cũng 40.000 tô chứ đâu. Nãy mà con mua đúng rồi cục xương đó mà với tôm nữa. Nãy con mua cái củ sắn non nó bỏ vô nóng mà ăn cái củ sắn cũng ngon. Con đã thấy con nhớ rồi. Cho bố mấy. Cho cuối cùng bao đi về cũng quên luôn. Vậy rằng trong cái thời gian vừa qua thấy các bạn cũng như các anh chị gần xa đó cũng ủng hộ cái kênh YouTube của Quỳnh Trí Bảo mình á, con trai mình á, với Đăng Anh. Mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều, có bạn gần xa rất là nhiều. Con cho nội cái mình bên trình nó đòi mình dữ lắm, đi Đà Nẵng mấy ngày mà nó nhớ quýu luôn, nhớ tối nó không ngủ được luôn, mình cũng nhớ nữa. Tội nghiệp lắm đấy à, nó lắm kìa, thường thì hết sức. Không biết mai mốt rồi qua bên Mỹ làm sao ở đây. Chưa có chịu thôi chứ làm sao. Mình biết trong cái lúc mình ở bên đó là mình biết bên đây nó nhớ mình kiểu gì đó, mình biết rồi đó. Tối mà khuya một hai giờ sáng đi gõ cửa qua phòng mình nội, nó đi kiếm ông nội á, bằng được luôn mọi người. Là đi qua đây. Không nấu cái nồi chất lượng á, rất chất lượng á, chứ phải được rồi. Không phải mình tự khen đâu cả nhà, mà ngon thiệt á. Mà hả? Lạ. Còn nếu mình múc nước chung vô ăn hoài cũng ngán. Ăn gì? Mẹ thích ăn á. Một con cũng ngon, bữa ba hay ăn cái này. Con ăn vậy cảm thấy không không vui gì quá mà. 1 9 1 10 á. Đúng rồi, không tội nghiệp quá mình ăn. Mình rất là cán ăn dữ lắm, mình ăn ít nhưng mình cán ăn lắm. Quá mà ăn mà nấu mà đúng cái gu của mình nè. Nó rất còn cái cục xương. Chỗ mình ở đây có cái bà đó bán đây nè, nấu không bằng bảo. Bà hay ăn lắm. Bà bán đây nè, bán ở chỗ gần chỗ chữ quần áo mình đi lại chút đó. Mặt tiền đó, chỗ đó gì cà phê á. Ủa là nó sao qua không được. Ừ, đúng rồi. Qua là tự tin thôi. Nhưng mà mình ăn rồi, ăn cũng thì mình nói với mọi người cũng thông cảm. Nên đời này không có cái gì gọi là nó tuyệt đối đó, nó tương đối thôi. Có những cái mà có những cái mà cái đúng cái sai. Ví dụ như trong cái video đó mà cái gia đình mình như thế này nè. Mình nói nó có những cái hơi bị sai sót, chính vì mình là người lớn tuổi rồi. Nhưng mà vậy thì mình nói nó cũng còn hơi bị vấp, hơi còn bị sai sót. Chứ đừng khi nói tới mấy đứa con mình. Cũng mong các bạn cũng thông cảm, bỏ qua cho những cái sai sót đó. Vui vẻ chờ sẵn sàng chờ cái mới. Phải không Ly? Tới lúc ăn là thức dậy à, bực mình dễ không? Bữa nay Ly biết chơi được chơi. Cháu bận nữa được không? Ly biết chơi đùa chơi rồi mà. Ly về quê vui không? Nói cho chú nghe đi. Bữa Ly đi, bữa nay Ly nè. Đi chào cô chú kìa. Tôi rất ba bốn ngày ông bà cô chú không thấy con rồi. Mấy cô chú ảnh con đâu rồi kìa? Đâu, hôm qua hả? Hả? Hôm qua thấy mà. Hôm qua mới đi cúng đình mà. Hôm qua con mới đi cúng đình mà. Con có không mới đi cúng đình mà. Ngon chứ hả? Ngon mà ngon lắm, em ăn cái này nè. Em biết ăn cái này nè. Hồi nào giờ lần đầu tiên mang. Ừ. Chứ mang hủ tiếu có chan nước đúng vô rồi, mà biết rồi. Ăn cái này. Biết, anh biết cái gu của mẹ mình á, nên là mình phải nấu cái này để ngon luôn, để cho mẹ mình ăn. Ăn nước, nhưng mà hôm nay là hỏi mẹ ăn nước cô, mình nói thử cái cô coi sao. Mình ăn thấy cũng ngon mà. Mình thấy thành công. Công tuyệt đối. Tùy mỗi người cũng sở thích, chứ con đi ăn hủ tiếu cũng ăn hủ tiếu khô. Tại vì mình thích cái nước riêng này nè. Nước súp nó ngọt. Nước súp này nó đậm gì rồi đó à? Dạ chưa. Nước súp này nó cũng đậm đà quá trời luôn. Ngon á. Quá ok. Dạ, mà nấu một cái xương ngon. Không phải là con mình nấu ngon mà mình khen cái nào. Ví dụ như nó nấu mà ăn mà không được cái là mình phê bình liền để cho nó rút cái kinh nghiệm. Để sao nó góp ý, lại. Làm lại cho ngon. Nhưng mà cái nào ngon á là mình nói ngon. Xương. Phải nói là thật tình luôn.
các bạn cứ làm thử như món của Bảo nấu đi. Bà có một cái viên của bà, ví dụ như quán nào mà bà đã thấy ăn ngon rồi á, mà thấy bà qua ghé lại hoài là biết đó, quán nó ngon à, không? Quán nó ngon mà. Thiệt mà. Đó. Bà không phải quán nào bà cũng ăn luôn nè, quán nào mình chồng ngon mình á, lại hoài luôn. Ông muốn ăn quán á là ông coi nha mọi người. Ông giờ mà ông thấy để cái quán là ví dụ như bún bò Huế là bún bò Huế. Rồi quán phở là quán phở, chứ còn cái quán mà để cái tên là bún bò Huế, rồi phở, bánh canh, rồi bánh canh, hủ tiếu là ông coi vô, vô mấy cái quán đó. Ông nói có một nước nồi nước lèo mà trang cho nhiều món quá sao ăn. Ông không bao giờ vô mấy cái quán. Ông muốn ăn ngon rồi bạn phải vô những cái quán chuyên, chuyên phở, chuyên bún, chuyên hủ tiếu. Cũng coi quán là để một tên. Mình nói thật với các bạn gần xa, nói thật chứ trong thời gian vừa qua mình thấy các bạn cũng yêu mến gia đình của mình. Mình cũng lấy là mình hãnh diện dữ lắm. Mình cũng không biết nói gì hơn, mình thay mặt cho gia đình bà xã mình với hai đứa con của mình, mình có một cái sự cảm ơn chân thành trong đáy lòng của mình. Cái đó là mình nói thành thật trong cái tâm của mình. Video như thế này đó thì cũng mong rằng anh chị cô bác gần xa ủng hộ cái video của mình Trí Bảo. Mình thành thật, cảm ơn. Cái tô hủ tiếu này là quá ngon, lần đầu tiên mình ăn hủ tiếu khô. Mình thấy con làm tô hủ tiếu này thì mình thấy nó ngon, nó vừa ăn, nó đậm đà mọi người. Rồi thì coi như là gia đình mình đã ăn xong món hủ tiếu khô, hủ tiếu mì khô hôm nay rồi cả nhà. Rất là ngon, nếu mà cả nhà nào muốn làm thử thì hãy xem cái video này, các bạn làm rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ yêu thương gia đình mình. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn lại mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo. Bye bye. Bye bye cô chú ông bà. Ở đây, bye bye cô chú ông bà.